Chặng đường đào tạo các thế hệ học trò của những nhà giáo quân đội luôn đòi hỏi sự đổi mới, tinh thần dấn thân và cả những cống hiến không mệt mỏi. Trong môi trường quân ngũ đặc thù, những người thầy không chỉ dạy kiến thức, kỹ năng mà còn rèn giũa, bồi dưỡng học viên, trưởng thành, bản lĩnh, luôn sẵn sàng đối diện với khó khăn để trở thành những cán bộ vừa hồng vừa chuyên. Và ở đó, sự tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm của các thầy cô, dù ở lĩnh vực nào, cũng luôn là tấm gương sáng để cán bộ học viên noi theo. Chiến thuật luôn là nội dung khó đối với các học viên trường sĩ quan lục quân 2 trong quá trình thực hành huấn luyện. Vì vậy, cùng với việc bám sát giáo án, Đại tá Chu Hữu Quân cũng dành nhiều thời gian trao đổi, truyền thụ kinh nghiệm thực tế cho học viên thông qua những tình huống cụ thể. Qua đây, giúp học viên nâng cao khả năng thích ứng, tạo phản xạ, kỹ năng thành thạo trong quá trình huấn luyện và tham gia diễn tập. Quá trình huấn luyện là quá trình truyền thụ kinh nghiệm chiến đấu và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta cho người học, thông qua những câu chuyện hay, những người đánh giỏi để giúp cho học viên có những cái kinh nghiệm quý báu của quân đội và của dân tộc vận dụng vào trong cái hoạt động thực tiễn. Trên giảng đường, nhiều năm qua, Trung tá Đinh Công Dũng đã dành trọn vẹn tâm huyết để nghiên cứu thiết kế bài giảng trên cơ sở nắm chắc tâm lý học viên và giáo dục học quân sự, cung cấp thêm nhiều kỹ năng mềm giúp học viên nhận diện và đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái trên không gian mạng. Ngoài cái việc trang bị kiến thức thì cũng quan tâm đến rèn luyện các em các cái kỹ năng như là phản biện, rồi phân tích, so sánh, rồi đánh giá, rồi đấu tranh với các cái quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, rồi trong việc tham gia vào cái việc sáng kiến đổi mới và nâng cao cái tính tự chủ, tự lực của người học. Với sự nghiệp của các vận động viên thể thao như thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Thị Trúc Linh, mỗi tấm huy chương đạt được là kết quả của quá trình khổ luyện. Và giờ đây, trên cương vị nhà giáo, huấn luyện viên, chị lại tiếp tục truyền lửa cho các học trò để họ có thêm nghị lực, nuôi dưỡng đam mê và ý chí kiên cường trong luyện tập và thi đấu. Luôn luôn hướng dẫn các em, các vận viên, các đàn em tập luyện là không được ngừng nghỉ. Nếu như bạn mà chỉ cần nghỉ, dừng lại là bạn đã thua người khác rồi. Nên là luôn luôn trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn thì cũng phải nỗ lực. Nhiệt tình trong chuyên môn, sống trọn với đam mê và cống hiến hết mình vì sự nghiệp chồng người. Nỗ lực của những nhà giáo quân đội có phần đào tạo nên những quân nhân ưu tú, đủ bản lĩnh, năng lực chỉ huy và tinh thần cống hiến xây dựng quân đội.